Mời Dung lên cái bàn đó đó. Đúng rồi, đề nghị các anh sau khi mà tặng hoa thì đứng luôn vào hàng để ta chụp ảnh. Đứng xếp hàng vào một chút nào, đứng anh Hạnh lùi vào, anh Kiên đứng lùi vào nào. Đấy, để cho nó lấy cả cái sân khấu. Nào, chú ý nào, 1, 2, 3 nào, nhìn nào. 1, 2, 3 nào. Ok rồi. Nào tất cả chúng ta một tràng pháo tay nào. Rồi, ok.